Bảy La Mã Đại Phẩm. Một, xấu hổ. Khi tàm quý không có, này các tỷ kheo, với người thiếu tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh định đi đến hủy diệt. Khi chánh định không có, với người không có chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy diệt. Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy diệt. Khi nhàm chán ly tham không có, với người thiếu nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Ví như, này các tỷ kheo, một cây không có cành và lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mãn. Vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi tàm quý không có, với người không có tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt, giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Khi tàm quý có mặt, này các tỷ kheo, với người đầy đủ tàm quý, chế ngự các căn đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế ngự các căn, giới đi đến đầy đủ. Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Ví như, này các tỷ kheo, một cây có cành và lá, các mầm non của cây ấy đi đến thành mãn. Vỏ trong, giác cây và lõi cây đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi tàm quý có mặt, với người đầy đủ tàm quý, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. 2. Mặt trời. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Vesali tại rừng Ambapali. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, các hành là vô thường. Này các tỷ kheo, các hành là không kiên cố. Này các tỷ kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Núi Chúa Sineru, này các tỷ kheo, dài 84.000 cho tuần, rộng 84.000 cho tuần, chìm xuống biển lớn 84.000 do tuần, nổi lên trên biển lớn 84.000 do tuần. Này các tỷ kheo, rồi có thời, nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, trời không mưa. Khi không có mưa, các loài chủng tử, các loài thực vật, các rừng rậm dược thảo đều khô héo cằn cỗi, không có tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là không kiên cố. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả cành. Này các tỷ kheo, rồi có thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ hai hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời tất cả sông nhỏ,
ao nhỏ khô cạn, khô kiệt, không có tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỷ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ ba hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời các sông lớn như sông Hằng, sông Yamuna, Asiravati, Sarabhu, Mahi, các con sông ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỷ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ tư hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời các biển hồ lớn, từ đấy các sông lớn chảy ra, ví như Anuttata, Sihapapata, Rathakara, Kanamuda, Kunala, Chandata, Mandakini. Các biển hồ ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỷ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ năm hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, thời nước các biển lớn rút lui 100 do tuần, nước các biển lớn rút lui 200 do tuần, nước các biển lớn rút lui 300 do tuần, nước các biển lớn rút lui 700 do tuần, nước các biển lớn dừng lại sâu đến 7 cây sa la, 6 cây sa la, 5 cây sa la, 4 cây sa la, 3 cây sa la, 2 cây sa la, chỉ 1 cây sa la. Nước các biển lớn dừng lại, sâu đến 7 đầu người, sâu đến 6 đầu người, 5 đầu người, 4 đầu người, 3 đầu người, 2 đầu người, 1 đầu người, nửa đầu người. Nước các biển lớn dừng lại, sâu chỉ đến eo lưng của người, chỉ đến đầu gối của người, chỉ đến mắt cá của người. Ví như, này các tỷ kheo, vào mùa thu, khi trời mưa lớn hạt, chỗ này chỗ khác, trong các dấu chân của các con bò cái, có những dũng nước nhỏ động lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, chỉ còn những dũng nước nhỏ trong dấu chân các con bò cái là nước của biển lớn còn lại, chỗ này chỗ kia. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, nước biển lớn chỉ bằng độ ngón tay. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỷ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ sáu hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và núi chúa Sineru xanh khói lên, thổi khói lên, phun khói lên. Dĩ như, này các tỷ kheo, các lò của người thợ đồ gốm mới đốt lửa lên, xanh khói lớn, phun khói lên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và núi chúa Sineru xanh khói lên, thổi khói lên, phun khói lên. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỷ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ bảy hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái đất lớn này và núi chúa Sineru bốc cháy, rực cháy, trở thành một màn lửa. Và khi quả đất lớn này và núi chúa Sineru cháy đỏ lên, cháy rực lên ngọn lửa do gió thổi bốc cao đến phạm thiên giới. Các chóp ngọn của núi Sineru cao đến 1, 2, 3, 4, 500 do tuần. Khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, bị cả khối lửa to lớn phá hoại và chinh phục, liền sụp đổ xuống.
sau khi quả đất lớn và núi Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Dĩ như, này các tỷ kheo, khi bơ và dầu được cháy đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi quả đất lớn này và núi chúa Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là không kiên cố. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Ở đây, này các tỷ kheo, ai là người có thể nghĩ rằng, ai là người có thể tin rằng, quả đất này và núi chúa Sineru sẽ bị đốt cháy, sẽ bị hủy hoại, sẽ không còn tồn tại nữa, từ những người đã được chứng kiến. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có đạo sư Sunita thuộc ngoại đạo, được ly tham trong các dục. Này các tỷ kheo, đạo sư Sunita có hàng trăm người đệ tử. Đạo sư Sunita thuyết pháp cho các đệ tử về cộng trú với chư thiên ở phạm thiên giới. Và tất cả những ai nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn vẹn lời thuyết dạy của Sunita về cộng trú với chư thiên ở phạm thiên giới, khi thân hoại mạng chung, họ được sanh lên thiện thú phạm thiên giới. Những ai không nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn vẹn lời dạy của Sunita, sau khi thân hoại mạng chung, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở tha hóa tự tại. Một số được sanh cộng trú với chư thiên ở hóa lạc thiên, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở đâu xuất thiên, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở dạng ma thiên, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở thiên giới 33, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở bốn thiên dương, một số được sanh cộng trú với các đại gia đình sát đế lỵ, một số được sanh cộng trú với các đại gia đình bà la môn, một số được sanh cộng trú với các đại gia đình gia chủ. Rồi này các tỷ kheo, đạo sư Sunita suy nghĩ như sau: thật không xứng đáng cho ta trong đời sau lại có một sanh thú giống như sanh thú của các đệ tử. Vậy ta hãy tu tập tối thượng từ bi. Rồi này các tỷ kheo, bậc đạo sư Sunita trong 7 năm tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ tâm 7 năm, trong 7 thành kiếp, hoại kiếp, vì ấy không trở lui lại thế giới này, trong kiếp thành của thế giới, này các tỷ kheo, vì ấy đi đến thế giới của Abhasara, trong kiếp hoại của thế giới, vì ấy được sanh trong phạm cung trống không. Tại đấy này các tỷ kheo, vì ấy là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, bậc chiến thắng, bậc vô năng thắng, bậc biến tri, bậc tự tại. 36 lần, này các tỷ kheo, vì ấy là Thiên Chủ Sakha. Nhiều lần 7 lần, vì ấy là vị chuyển luân thánh dương theo chánh pháp, là vị pháp dương, bậc chiến thắng 4 phương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ 7 món báo. Vì ấy có hơn 1000 người con trai, là những bậc anh hùng dũng mãnh đánh tan địch quân, và vì ấy chiến thắng quả đất này xa cho đến 2 biên, chỉ vì quả đất này không dùng trượng, không dùng đao, đúng với chánh pháp. Này các tỷ kheo, đạo sư Sunita ấy, dầu cho thọ mạng lâu dài như vậy, sống lâu dài như vậy, nhưng không được thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng, vì ấy chưa giải thoát khỏi khổ. Vì cớ sao? Vì rằng vị ấy chưa giác ngộ, chưa thể nhập 4 pháp. Thế nào là 4? Này các tỷ kheo, vì không giác ngộ, không thể nhập thánh giới. Vì không giác ngộ, không thể nhập thánh định. Vì không giác ngộ, không thể nhập thánh trí tuệ.
vì không giác ngộ, không thể nhập thánh giải thoát. Này các tỷ kheo, sự kiện là như sau: khi thánh giới được giác ngộ, được thể nhập, khi thánh định được giác ngộ, được thể nhập, khi thánh trí tuệ được giác ngộ, được thể nhập, khi thánh giải thoát được giác ngộ, được thể nhập, được các đức là hữu ái, sợi dây đưa đến sanh hữu được đoạn tận, nay không có tái sanh. Thế Tôn nói như vậy, bậc thiện thệ nói xong, bậc đạo sư lại nói thêm: vô thượng giới và định, trí tuệ và giải thoát, Gotama danh tiếng, giác ngộ những pháp này, Đức Phật giới thánh trí, thuyết pháp cho tỳ kheo, bậc đạo sư đoạn khổ, bậc pháp nhãn tịch tịnh. 3. Thành trì. Này các tỳ kheo, khi nào một thành trì biên địa của vua được kéo trang bị với 7 trang bị của một thành trì, và 4 loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các tỳ kheo, thành trì biên địa ấy được gọi là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. Thế nào là được khéo trang bị với 7 trang bị của một thành trì? Ở đây, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đào sâu, không bị dao động, không bị lay chuyển. Với trang bị thành trì thứ nhất này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một đường thông hào sâu và rộng. Với trang bị thành trì thứ hai này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một con đường chạy vòng xung quanh vừa cao và vừa rộng. Với trang bị thành trì thứ ba này của một thành trì là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều vũ khí được cất chứa như Salakam, nghĩa là cung tên, và Zevaniyam, nghĩa là cây lao. Với trang bị thành trì thứ tư này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều quân đội đồn trú, như những người cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, các quan lo chỗ ở, các lính lo vấn đề lương thực, những người con vua dõng mãnh, những bộ đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, những người con của các nô tỳ. Với trang bị thành trì thứ năm này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người ở bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có người giữ cửa thành là người hiền trí, thông minh, có tri, ngăn chặn những người lạ mặt, cho vào những người quen biết. Với sự trang bị thành trì thứ sáu này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt có trét vôi hồ. Với sự trang bị thành trì thứ bảy này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Với 7 loại trang bị thành trì này, thành trì được xem là được khéo trang bị. Thế nào là 4 loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Ở đây, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều cỏ, củi, nước,
được tích trữ, để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa mì để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều mè, đậu, các loại giả đậu và ngũ cốc để những người ở trong thành để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều dược phẩm như thục tô, sanh tô, dầu, mật, đường, bánh, muối để những người ở trong thành để chống cự những người bên ngoài. Bốn loại đồ ăn này có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Khi nào, này các tỷ kheo, một thành trì biên địa của vua được khéo trang bị với bảy món trang bị này của một thành trì và bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Thời này các tỷ kheo, thành trì biên địa ấy được gọi là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài và kẻ đồng binh phản nghịch ở bên trong. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi nào thánh đệ tử thành tựu với bảy diệu pháp và bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Thời này các tỷ kheo, thánh đệ tử này được gọi là không bị ma chinh phục, không bị ác chinh phục, vì ấy thành tựu bảy pháp gì? Ví như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đóng, không bị dao động, không bị lay chuyển, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Với lòng tin làm cột trụ, này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu thập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh, với diệu pháp thứ nhất này, vị ấy được thành tựu. Ví như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một con đường thông hào, vừa sâu và rộng, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng xấu hổ, vì ấy xấu hổ vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì ý nghĩ ác, vì ấy xấu hổ vì bị rơi vào các ác, bất thiện pháp, lý xấu hổ làm con đường thông hào. Này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh, với diệu pháp thứ hai này, vị ấy được thành tựu. Ví như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một con đường đi vòng xung quanh, vừa cao vừa rộng, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng sợ hãi vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì ý nghĩ ác, vì ấy sợ hãi vì bị rơi vào các ác, bất thiện pháp, lấy sợ hãi làm con đường đi vòng xung quanh. Này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh, với diệu pháp thứ ba này, vị ấy được thành tựu. Ví như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều vũ khí được cất chứa như cung tên và cây lao để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử là người nghe nhiều,
thọ trì đều đã được nghe, cất chứa đều đã được nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có danh, nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy được nghe nhiều, được thọ trì, được đọc cho thành thục, được ý khéo tùy quán, được khéo thị nhập với tri kiến, lấy nghe nhiều làm vũ khí. Này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ tư này, vị ấy được thành tựu. Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua, có nhiều quân đội đồn trú, như những người cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, những quan lo chỗ ở, các lính lo vấn đề lương thực, những người con vua dõng mãnh, những bộ đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, những người con của nô tỳ đi bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vì thánh đệ tử sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp, lấy tinh tấn làm quân đội. Này các tỷ kheo, vì thiện nam tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh, với diệu pháp thứ năm này, vị ấy được thành tựu. Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua, có người giữ cửa thành là người hiền trí, thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, cho vào những người quen biết, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người ở bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử sống có chánh niệm, thành tựu tối thắng niệm tuệ, nhớ đến và tùy niệm việc làm đã lâu ngày, lời nói đã lâu ngày, với niệm làm người giữ cửa thành. Này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện pháp, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh, với diệu pháp thứ sáu này, vị ấy được thành tựu. Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua, có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt trét vôi hồ để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử là người có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự thánh thể nhập vào con đường đưa đến đoạn tận khổ đau. Với trí tuệ làm lớp vôi hồ trét bên ngoài, này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh, với diệu pháp thứ bảy này, vị ấy thành tựu. Với bảy diệu pháp này, vị ấy thành tựu. Thế nào là bốn thiền thuộc tăng thượng tâm? Hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều cỏ, củi, nước được tích trữ để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, để tự mình được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để bước vào niết bàn. Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa mì, thì những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử do tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm, để tự mình được an vui, không phải lo ngại, được lạc trú và để bước vào niết bàn. Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua
có cất chứa nhiều mè, đậu, các loại giả đậu và ngũ cốc, để những người trong thành được an vui khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử, do ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba, để tự mình được an vui, không phải lo ngại, được lạc trú và để bước vào niết bàn. Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều dược phẩm được cất chứa, dĩ như thục tô, sanh tô, dầu, mật, đường bánh, muối, thì những người trong thành được an vui khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử, do đoạn lạc, do đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu, đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, để tự mình được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để bước vào niết bàn. Bốn thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này các tỷ kheo, khi nào thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp này và bốn thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này các tỷ kheo, đi gọi là thánh đệ tử, không bị ma chinh phục, không bị ác chinh phục. 4. Pháp trí. Thành tựu bảy pháp. Này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỷ kheo là vị biết pháp, biết nghĩa, biết tự ngã, biết ước lượng, biết thời, biết hội chúng, biết người thắng, kẻ liệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết pháp? Ở đây, này các tỷ kheo biết pháp, khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, không hỏi tự thuyết, như thị thuyết, bổn sanh, pháp chưa từng có, phương quảng. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết pháp, khế kinh, ứng tụng, phương quảng, vị ấy ở đây không được gọi là vị biết pháp. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết pháp, khế kinh, ứng tụng, pháp chưa từng có, phương quảng, do vậy, vị ấy được gọi là vị biết pháp. Như vậy là biết pháp. Thế nào là biết nghĩa? Ở đây, này các tỷ kheo biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia. Đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia, đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này. Thời ở đây, vị ấy không được gọi là vị biết nghĩa. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia, đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này. Do vậy, vị ấy được gọi là vị biết nghĩa. Đây là biết pháp, biết nghĩa. Thế nào là tự biết? Ở đây, này các tỷ kheo tự biết, cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết tự ngã như vậy, cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài. Thời ở đây, vị ấy không được gọi là vị biết tự ngã. Nếu tỷ kheo, này các tỷ kheo, biết tự ngã, cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài. Do vậy, vị ấy được gọi là vị biết tự ngã. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết.
Và thế nào là biết ước lượng? Ở đây, này các tỷ kheo biết ước lượng, trong khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết ước lượng vừa đủ khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, thời vị ấy ở đây không được gọi là vị biết ước lượng vừa đủ. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết ước lượng vừa đủ khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, do vậy, vị ấy được gọi là vị biết ước lượng vừa đủ. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết ước lượng. Và thế nào là biết thời? Ở đây, này các tỷ kheo biết thời, đây là thời để tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời tu tập, đây là thời thiền tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết thời, đây là thời tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời tu tập, đây là thời thiền tịnh. Thời ở đây, vị ấy được gọi là vị không biết thời. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết thời, đây là thời tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời tu tập, đây là thời thiền tịnh. Do vậy, vị ấy được gọi là vị biết thời, đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết vừa đủ, biết thời. Và thế nào là biết hội chúng? Ở đây, này các tỷ kheo biết hội chúng, đây là hội chúng sát đế lỵ, đây là hội chúng bà la môn, đây là hội chúng gia chủ, đây là hội chúng sa môn. Ở đây, nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng như vậy. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết hội chúng, đây là hội chúng sát đế lỵ, đây là hội chúng bà la môn, đây là hội chúng gia chủ, đây là hội chúng sa môn. Ở đây, nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng như vậy. Thời ở đây, vị ấy không được gọi là vị biết hội chúng. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết hội chúng, đây là hội chúng sát đế lỵ, đây là hội chúng bà la môn, đây là hội chúng gia chủ, đây là hội chúng sa môn. Ở đây, nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng như vậy. Do vậy, được gọi là vị biết hội chúng. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết vừa đủ, biết thời, biết hội chúng. Và thế nào là biết người thắng liệt? Ở đây, này các tỷ kheo, với vị tỷ kheo, loài người được biết theo hai hạng. Một hạng ưa thấy các bậc thánh, một hạng không ưa thấy các bậc thánh. Người này không ưa thấy các bậc thánh, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Còn người này ưa thấy các bậc thánh, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người nghe diệu pháp, một hạng người ưa nghe diệu pháp, một hạng người không ưa nghe diệu pháp. Hạng người này không ưa nghe diệu pháp, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này ưa nghe diệu pháp, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người nghe diệu pháp, một hạng người lắng tai nghe diệu pháp, một hạng người không lắng tai nghe diệu pháp. Hạng người này không lắng tai nghe diệu pháp, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này lắng tai nghe diệu pháp, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người lắng tai nghe pháp, một hạng người nghe xong thọ trì pháp, một hạng người nghe xong không thọ trì pháp. Người này nghe xong không thọ trì pháp, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Người này nghe xong thọ trì pháp, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người nghe xong thọ trì pháp, một hạng người quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, một hạng người không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì. Hạng người này không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì,
do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì. Một hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, đã thực hành pháp, tùy pháp. Một hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Hạng người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, đã thực hành pháp, tùy pháp. Một hạng người thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi tha. Một hạng người thực hành với mục đích tự lợi và lợi tha. Hạng người này thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi tha. Do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này thực hành với mục đích tư lợi và lợi tha. Do sự việc ấy đáng được tán thán. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo, loài người được biết theo hai hạng. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ kheo biết hạng người thắng liệt. Do thành tựu bảy pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính là phước điền vô thượng ở đời. 5. Cây Kovilara Parichataka. Này các tỷ kheo, khi nào cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa bắt đầu khô héo lá, thời khi ấy, này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, này lá của cây Kovilara Parichataka đã khô héo, không bao lâu lá sẽ rụng. Này các tỷ kheo, trong khi Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa rụng lá, thời khi ấy, này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, này cây Kovilara Parichataka đã rụng lá, không bao lâu mầm non cánh hoa sẽ mọc ra. Này các tỷ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa mọc ra mầm non cánh hoa, trong khi ấy, này các tỷ kheo, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, này cây Kovilara Parichataka mọc ra mầm non cánh hoa, không bao lâu đọt non cánh hoa sẽ mọc ra. Này các tỷ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka mọc ra đọt non cánh hoa, này các tỷ kheo, trong khi ấy, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, này cây Kovilara Parichataka mọc ra đọt non cánh hoa, không bao lâu các nụ hoa sẽ được sanh ra. Này các tỷ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa sanh ra nụ hoa, này các tỷ kheo, trong khi ấy, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, này cây Kovilara Parichataka sanh ra nụ hoa, không bao lâu các bông hoa sẽ được sanh ra. Này các tỷ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka sanh ra các bông hoa, này các tỷ kheo, trong khi ấy, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, này cây Kovilara Parichataka sanh ra các bông hoa, không bao lâu tất cả bông hoa sẽ được nở toàn diện. Này các tỷ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka có bông hoa được nở toàn diện. Này các tỷ kheo, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ chơi đùa trong 4 tháng chư thiên dưới gốc cây Kovilara Parichataka, vui chơi thọ hưởng, tận hưởng 5 dục công đức. Này các tỷ kheo, khi cây Kovilara Parichataka nở toàn diện các bông hoa, mùi hương bay tràn xung quanh đến 50 do tuần, thuận gió, mùi hương bay đến 100 do tuần. Đây là uy lực của cây Kovilara Parichataka. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi thánh đệ tử nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong khi ấy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử
như lá héo cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỷ kheo, trong khi thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, thánh đệ tử như cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa bị lá rụng. Này các tỷ kheo, trong khi vị thánh đệ tử ly dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, thánh đệ tử như mầm non cánh hoa được sanh của cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỷ kheo, trong khi thánh đệ tử làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Trong khi ấy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử như đọt non cánh hoa được sanh của cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỷ kheo, trong khi thánh đệ tử ly hỷ, trú xả, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, thánh đệ tử như nụ hoa được sanh của cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỷ kheo, trong khi vị thánh đệ tử đoạn lạc, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, thánh đệ tử như các bông hoa được sanh của cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỷ kheo, trong khi vị thánh đệ tử do đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, thánh đệ tử như các bông hoa được nở toàn diện của cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, chư địa thần tuyên bố lớn tiếng, vị tôn giả với tên họ thế này, đồng trú cùng một lòng tin với tôn giả với họ tên thế này, đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị trấn như vậy, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Sau khi nghe tiếng của chư địa thần, chư thiên bốn thiên dương thiên, chư thiên Tavatimsa, chư thiên Yama, chư thiên Tusita, chư thiên Hóa Lạc Thiên, chư thiên Tha Hóa Tự Tại, chư thiên Phạm Chúng tuyên bố lớn tiếng. Vị tôn giả với tên họ thế này, đồng trú cùng một lòng tin với tôn giả với họ tên như thế này, đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị trấn như vậy, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, trong sát na ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy truyền đến phạm thiên giới. Đây là uy lực của tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. 6. Vị tỷ kheo phải kính trọng ai? Rồi tôn giả Sariputta, trong khi sống một mình, thiền tịnh, tâm tư suy nghĩ như sao khởi lên. Vị tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa ai để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Rồi tôn giả Sariputta suy nghĩ như sao? Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa đạo sư để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa pháp, chúng tăng, học pháp, định không phóng dật. Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa, tiếp đón thân tình để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Rồi tôn giả Sariputta lại suy nghĩ như sao? Những pháp này trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người tìm được một đồng tiền vàng lớn, thanh tịnh trong sáng. Người ấy suy nghĩ như sao? Ta hãy đi đến người thợ vàng
và đưa xem đồng tiền vàng này. Đồng tiền vàng này được ta đưa cho người thợ vàng như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa. Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh tịnh, trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy, các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống một mình thiền tịnh, tâm tư suy nghĩ như sao khởi lên nơi con? Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa ai để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện? Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sao? Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa đạo sư để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa pháp, chúng tăng, học pháp, định, không phóng dật, tiếp đón thân tình để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Rồi bạch Thế Tôn, con lại suy nghĩ như sao? Những pháp này trong ta đã được thanh tịnh, trong sáng. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người tìm được một đồng tiền vàng lớn thanh tịnh, trong sáng. Người ấy suy nghĩ như sao? Ta hãy đi đến người thợ vàng và đưa xem đồng tiền vàng này. Đồng tiền vàng này được ta đưa cho người thợ vàng, như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa. Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh tịnh, trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy, các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Lành thay, này Sariputta, tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa đạo sư, có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Này Sariputta, tỷ kheo cung kính, tôn trọng, sống nương tựa pháp, chúng tăng, học pháp, định, không phóng dật. Này Sariputta, tỷ kheo cung kính, tôn trọng, sống nương tựa tiếp đón thân tình, có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt đầy của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sao? Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, sẽ cung kính pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, vị ấy cũng không cung kính pháp. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, sẽ cung kính chúng tăng, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, vị ấy cũng không cung kính chúng tăng. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, sẽ cung kính học pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, vị ấy cũng không cung kính học pháp. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, sẽ cung kính thiền định, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, vị ấy cũng không cung kính thiền định. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, sẽ cung kính không phóng dật, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định,
vị ấy cũng không cung kính, không phóng vật. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, không cung kính, không phóng vật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình. Sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, không cung kính, không phóng vật, vị ấy cũng không cung kính tiếp đón thân tình. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư sẽ không cung kính pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, vị ấy cũng cung kính pháp. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp sẽ không cung kính chúng tăng, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, vị ấy cũng cung kính chúng tăng. Bạch Thế Tôn, chắc chắn vị tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, sẽ không cung kính học pháp. Sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, vị ấy cũng cung kính học pháp. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, sẽ không cung kính thiền định. Sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, vị ấy cũng cung kính thiền định. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, sẽ không cung kính, không phóng vật. Sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, vị ấy cũng cung kính không phóng vật. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không phóng vật, sẽ không cung kính tiếp đón thân tình. Sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không phóng vật, vị ấy cũng cung kính tiếp đón thân tình. Bạch Thế Tôn, với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này Sariputta, lành thay, này Sariputta. Với lời nói vắn tắt này của ta, thầy đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Này Sariputta, thật vậy, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, sẽ cung kính pháp, sự kiện này không xảy ra. Này Sariputta, tỷ kheo nào không cung kính bậc đạo sư, vị ấy cũng không cung kính pháp. Này Sariputta, vị tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, không cung kính, không phóng vật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình. Sự kiện này không xảy ra. Này Sariputta, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, không cung kính, không phóng vật, vị ấy cũng không cung kính tiếp đón thân tình. Này Sariputta, chắc chắn tỷ kheo nào cung kính đạo sư sẽ không cung kính pháp, sự kiện này không xảy ra. Này Sariputta, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, vị ấy cũng cung kính pháp. Này Sariputta, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không phóng vật, sẽ không cung kính tiếp đón thân tình. Sự kiện này không xảy ra. Này Sariputta, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không phóng vật, vị ấy cũng cung kính tiếp đón thân tình. Này Sariputta, lời nói vắn tắt này của ta,
ý nghĩa cần phải được thấy một cách rộng rãi như vậy. 7. Sự tu tập. Này các tỷ kheo không chí tâm trong sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bốn niệm xứ, không có tu tập bốn chánh cần, không có tu tập bốn như ý túc, không có tu tập năm căn, không có tu tập năm lực, không có tu tập bảy bồ đề phần, không có tu tập thánh đạo tám ngành. Ví như, này các tỷ kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà, không được con gà mái ấp nằm đúng cách, không được ấp nắm đúng cách, không được ấp dưỡng đúng cách. Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn, mong rằng những con gà con của ta với chân, móng và đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sinh ra một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy không có thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sinh ra một cách an toàn. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, tám, mười hay mười hai trứng gà mái ấy không được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nắm một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cũng vậy, này các tỷ kheo không chú tâm trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng, vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bốn niệm xứ. Không có tu tập thánh đạo tám ngành. Này các tỷ kheo sống chú tâm trong sự tu tập, dầu cho không khởi lên ước muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Có tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm xứ, có tu tập bốn chánh cần, có tu tập bốn như ý túc, có tu tập năm căn, có tu tập năm lực, có tu tập bảy giác chi, có tu tập thánh đạo tám ngành. Dĩ như, này các tỷ kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà mái. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nắm một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn, mong rằng các con gà của ta với chân, móng và đỉnh đầu hay dưới miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sinh ra một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy có thể dưới chân, móng và đỉnh đầu hay dưới miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sinh ra một cách an toàn. Vì cớ sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, tám, mười hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nắm một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cũng vậy, này các tỷ kheo sống chú tâm tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm xứ, có tu tập thánh đạo tám ngành. Dĩ như, này các tỷ kheo, một người thợ nề hay đệ tử người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thì giấu các ngón tay và giấu ngón tay cái, người ấy không có thể biết được như sao. Hôm nay từng ấy cán búa của ta bị hao mòn, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy. Nhưng người ấy biết được cán búa bị hao mòn trên sự hao mòn của cán búa. Cũng vậy, này các tỷ kheo chú tâm trong sự tu tập, không có biết như sao. Hôm nay từng ấy lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy,
Nhưng vị ấy biết được các lậu hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. Ví như, này các tỷ kheo, một chiếc thuyền đi biển có đầy đủ cột buồm và dây buồm bị mắc cạn 6 tháng do thiếu nước trong mùa đông. Các cột buồm và dây buồm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dần và mục nát một cách dễ dàng. Cũng vậy, này các tỷ kheo sống chú tâm trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và mục nát. 8. Lửa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo. Trong khi đang đi trên con đường, Thế Tôn thấy một địa điểm, một nhóm lửa lớn đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Thế vậy, Ngài bước xuống đường và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, dưới một gốc cây, ngồi xuống, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các thầy có thấy nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn không? Thưa có, bạch Thế Tôn, các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc nào là tốt hơn, ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hay ôm ấp, ngồi gần, nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát Đế Lị, hay người con gái Bà La Môn, hay người con gái gia chủ? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, ôm ấp, ngồi gần, hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát Đế Lị, hay người con gái Bà La Môn, hay người con gái gia chủ? Khổ đau, bạch Thế Tôn, là ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải sa môn, nhưng tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh, nhưng tự nhận sống phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn cho người ấy ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy. Này các tỷ kheo, người ấy có thể đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào các cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng, này các tỷ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, ôm ấp, ngồi gần, hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát Đế Lị, hay người con gái Bà La Môn, hay người con gái gia chủ. Như vậy, này các tỷ kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc gì là tốt hơn? Một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi dây ấy cắt đứt da ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài, lại cắt đứt da trong, sau khi cắt đứt da trong, lại cắt đứt thịt, sau khi cắt đứt thịt, lại cắt đứt dây gân, sau khi cắt đứt dây gân, lại cắt đứt xương, sau khi cắt đứt xương, da chạm tủy và dừng lại. Hay là nhận sự đảnh lễ của các Sát Đế Lị đại phú, hay các Bà La Môn đại phú, hay các gia chủ đại phú? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn. Nhận sự vái chào của các Sát Đế Lị đại phú, hay các Bà La Môn đại phú, hay các gia chủ đại phú? Khổ đau. Bạch Thế Tôn, là người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, da chạm tủy và dừng lại. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, da chạm tủy và dừng lại. Vì cớ sao?
Vì do nguyên nhân ấy, này các tỷ kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng, này các tỷ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, nhận sự đảnh lễ của các sát đế lỵ đại phú, hay các bà la môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, như vậy khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc nào là tốt hơn? Bị một người lực sĩ với cây kiếm sắc bén, được dầu rửa sạch, đập vào giữa ngực, hay là thọ nhận chấp tay vái chào của các sát đế lỵ đại phú, hay các bà la môn đại phú, hay gia chủ đại phú? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn. Thọ nhận chấp tay vái chào của các sát đế lỵ đại phú, hay các bà la môn đại phú, hay các gia chủ đại phú? Khổ đau, Bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với cây kiếm sắc bén, được dầu mỡ rửa sạch, đập vào giữa ngực. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ với cây gươm sắc bén, được dầu rửa sạch, đập vào giữa ngực. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các tỷ kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng, này các tỷ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thọ nhận chấp tay vái chào của các sát đế lỵ đại phú, hay các bà la môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, như vậy khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc nào là tốt hơn? Bị một người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân, hay là hưởng thọ y áo do các sát đế lỵ đại phú, hay bà la môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn hưởng thọ y áo do các sát đế lỵ đại phú, hay các bà la môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, Bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với các tấm sắt đóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nêu rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các tỷ kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các tỷ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các y áo, do các sát đế lỵ đại phú, các bà la môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường, như vậy, này các tỷ kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc nào là tốt hơn? Bị một người lực sĩ với cái kềm sắc nóng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới, hay là thọ hưởng đồ ăn khất thực do các sát đế lỵ đại phú, các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Bạch Thế Tôn,
Việc này là tốt hơn. Hưởng thọ các đồ ăn khất thực do các sát đế lì đại phú, các bà la môn đại phú hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường, khổ đau. Bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ dưới cái kìm sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào một hòn sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng, đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lược sĩ, với cái kìm sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng, một hòn sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy và thoát ra ngoài từ phần ở dưới. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy. Này các tỷ kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy. Sau khi tân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi chữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng, này các tỷ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các đồ ăn khất thực do các sát đế lỵ đại phú, do các bà la môn đại phú, do các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường, như vậy, này các tỷ kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc nào là tốt hơn? Bị một người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hay là hưởng thọ giường ghế do các sát đế lỵ đại phú, các bà la môn đại phú hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn. Hưởng thọ giường và ghế do các nhà sát đế lỵ đại phú, do các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường, khổ đau. Bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thật tốt hơn bị một người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép gồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các tỷ kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy. Sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng, này các tỷ kheo, khi một người ác giới, tánh tình độc ác, sở hành bất tịnh, tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các giường ghế, do các sát đế lỵ đại phú, do các bà la môn đại phú, hay do các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Như vậy, này các tỷ kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc nào là tốt hơn? Bị một người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới và quăng vào một ghè sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Tại đấy, người ấy bị nấu sôi lên như bọt nước, tự mình nổi lên, tự mình chìm xuống, tự mình đi ngang, hay là hưởng thọ tinh xá do các sát đế lỵ đại phú, các bà la môn đại phú, hay do các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, hưởng thọ tinh xá do các sát đế lỵ đại phú, các bà la môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, Bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới, và quăng người ấy vào trong một cái ghè sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Tại đấy,
bị nấu sôi, tự mình đi ngang. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới, tự mình đi ngang. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các tỷ kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng, này các tỷ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, hưởng thọ tinh xá do các sát đế lỵ đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường. Như vậy, này các tỷ kheo, khiến cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập như sau. Chúng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh của những ai, đối với những người ấy, sở hành như vậy sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn, và sự xuất gia của chúng ta sẽ không có trống không, có kết quả, có thành tích. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Này các tỷ kheo, với ai thấy được lợi ích của mình, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các tỷ kheo, với ai thấy được lợi ích của người, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các tỷ kheo, với ai thấy được lợi ích cả hai, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Thế Tôn thuyết như vậy, trong khi lời nói này được nói lên, có khoảng 60 vị tỷ kheo học máu nóng từ miệng, có khoảng 60 tỷ kheo từ bỏ học pháp và hoàn tục, kỹ rằng khó làm thay Thế Tôn, thật khó làm thay Thế Tôn. Có khoảng 60 tỷ kheo với tâm được giải thoát, không chấp thủ các lậu hoặc. 9. Sunita. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có đạo sư tên là Sunita thuộc ngoại đạo, đã ly tham đối với các dục. Đạo sư Sunita, này các tỷ kheo, có hàng trăm đệ tử. Đạo sư Sunita thuyết pháp cho các đệ tử để cộng trú với thế giới phạm thiên. Này các tỷ kheo, những ai tâm không hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của đạo sư Sunita để cộng trú với thế giới phạm thiên, khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, còn những ai tâm hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của đạo sư Sunita để cộng trú với thế giới phạm thiên, khi thân hoại mạng chung, họ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có đạo sư tên là Pugapaka, có đạo sư tên là Aranemi, có đạo sư tên là Kudala, có đạo sư tên là Hathipala, có đạo sư tên là Jyotipala, có đạo sư tên là Araka. Đạo sư Araka thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục. Đạo sư Araka, này các tỷ kheo, có hàng trăm đệ tử. Đạo sư Araka thuyết pháp cho các đệ tử cộng trú với thế giới phạm thiên. Này các tỷ kheo, những ai tâm không hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của đạo sư Araka để cộng trú với thế giới phạm thiên, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, còn những ai tâm hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của đạo sư Araka để cộng trú với thế giới phạm thiên, khi thân hoại mạng chung, họ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, ai với ác tâm quở trách, phỉ báng, bảy bậc đạo sư này thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục, được hàng trăm chúng đệ tử đoanh dây, người ấy có tạo ra nhiều điều vô phước không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, ai với tâm quở trách, phỉ báng bảy đạo sư này thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục, được hàng trăm chúng đệ tử đoanh dây,
người ấy tạo ra nhiều điều vô phước. Còn ai với ác tâm, quở trách, phỉ báng một bậc đầy đủ chánh kiến? Cho vậy, người này tạo ra nhiều điều vô phước hơn nữa. Vì cớ sao? Ta tuyên bố không cam nhẫn một người như vậy, từ trong ra ngoài, đối với các vị đồng phạm hạnh. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ không có tâm ác độc đối với các vị đồng phạm hạnh. Này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập như vậy. 10. Araka. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có đạo sư tên là Araka thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục. Này các tỷ kheo, đạo sư Araka có đến hàng trăm đệ tử. Đạo sư Araka thuyết pháp cho các đệ tử như sau: này Bà La Môn, ít oi là đời sống của loài người nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh không có bất tử. Ví như: này Bà La Môn, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà La Môn, như giọt sương là đời sống loài người nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh không có bất tử. Ví như: này Bà La Môn, khi trời mưa nặng hạt, bong bóng nước trên nước mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà La Môn, như bong bóng nước là đời sống của loài người nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh không có bất tử. Ví như: này Bà La Môn, con sông trên núi chảy ra, dòng nước chảy nhanh, lôi cuốn theo vật này, vật khác, không có sát na nào, không có giây phút nào, không có thời khắc nào nó dừng nghỉ. Nó phải chảy tới, cuồn cuộn chảy, thúc đẩy chảy tới. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví như con sông ấy là đời sống của loài người nhỏ bé không đáng kể, với người đã sanh không có bất tử. Ví như: này Bà La Môn, người lực sĩ tụ lại một cục nước miếng trên đầu lưỡi và nhổ đi không có phí sức. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví dụ với cục nước miếng là đời sống loài người nhỏ bé không đáng kể, với người đã sanh không có bất tử. Ví như: này Bà La Môn, một miếng cục thịt được quăng vào một nồi sắt được hâm nóng cả ngày, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví như miếng thịt là đời sống con người nhỏ bé không đáng kể, với người đã sanh không có bất tử. Ví như: này Bà La Môn, con bò cái sắp bị giết được dắt đến lò thịt, mỗi bước chân giơ lên là bước gần đến bị giết, gần đến chết. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví dụ với con bò cái sắp bị giết là đời sống con người nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, hãy sống phạm hạnh. Với người đã sanh không có bất tử. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, tuổi thọ của loài người lên đến 60.000 năm. Người con gái 500 tuổi có thể đến tuổi lấy chồng. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, loài người có 6 loại bệnh: lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện. Này các tỷ kheo, bậc đạo sư Araka ấy, với loài người thọ mạng dài như vậy, sống lâu như vậy, ít bệnh như vậy, lại thuyết pháp cho các đệ tử như vậy. Ít oi, này Bà La Môn, là đời sống loài người nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh không có bất tử. Này, này các tỷ kheo, ai nói một cách chân chánh phải nói như sau:
ít oi là đời sống loài người nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí tuệ, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, hãy sống phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất tử. Này, này các tỷ kheo, ai sống lâu, vị ấy sống 100 tuổi, ít hơn hay nhiều hơn, mạng sống 100 tuổi. Này các tỷ kheo, được chia thành 300 mùa, 100 mùa đông, 100 mùa hạ, 100 mùa mưa. Này các tỷ kheo, dầu cho sống 300 mùa, người ấy sống 12 lần, 100 tháng, 400 tháng lạnh, 400 tháng nóng, 400 tháng mưa. Này các tỷ kheo, dầu cho sống 12 lần, 100 tháng, người ấy sống 24 lần, 100 nửa tháng, 800 nửa tháng lạnh, 800 nửa tháng nóng, 800 nửa tháng mưa. Này các tỷ kheo, dầu cho sống 24 lần, 100 nửa tháng, người ấy sống 36 lần, 1000 đêm, 12000 đêm lạnh, 12000 đêm nóng, 12000 đêm mưa. Này các tỷ kheo, dầu cho sống 36 lần 1000 đêm, người ấy ăn chỉ có 72000 bữa cơm, 24000 bữa cơm vào mùa lạnh, 24000 bữa cơm vào mùa nóng, 24000 bữa cơm vào mùa mưa. Đây gồm có với sữa mẹ và thời gian không có đồ ăn. Ở đây có những khi không có bữa ăn này, nghĩa là tức giận không ăn cơm, khổ đau không ăn cơm, bệnh hoạn không ăn cơm, trai giới không ăn cơm, không thu hoạch được, không ăn cơm. Như vậy, này các tỷ kheo, tuổi thọ 100 năm của loài người được ta gọi là tuổi thọ, được gọi là lượng của tuổi thọ, được gọi là thời tiết, được gọi là năm, được gọi là tháng, được gọi là nửa tháng, được gọi là đêm, được gọi là đêm ngày, được gọi là bữa ăn, được gọi là giữa bữa ăn. Này các tỷ kheo, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các thầy. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà không tịnh. Này các tỷ kheo, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các thầy.